Rồi, lối ra hả? Ok, em lối xin nhanh phải. Rồi em đi. Nó có hai làn đường là em đi sát trong đây cũng được, hoặc là đi bên kia cũng được nha. Rồi, mọi người. Em đi sát đây, đúng rồi. Rồi, thấy bảng 80 không? 80 sẽ có 60 ha. Rồi, đi tiếp. Hiện tại mình đang chuẩn bị ra quốc lộ 51 để mình sẽ hướng về Vũng Tàu cùng một bạn lái mới. Thì ở đây có nhiều bạn hỏi, em có thể tắt đèn được không? Đúng rồi. Taxi nhanh ha. Rồi, ở đây có nhiều bạn hỏi, ồ thầy ơi, hoặc là anh ơi, khi mình ra ngay chỗ lối ra, ra hết cao tốc, mình ra quốc lộ 51 thì tốc độ đó được bao nhiêu? Rồi, mở xi nhanh phải đi. Đúng rồi, rồi đi. Nó có nhiều làn đường để cho mình đi ha. Đó. Rồi đi theo xe đen, mình thủ xe, thủ chính thẳng. Nguyên bàn chân phải của mình nằm chính giữa, đúng rồi, nó sẽ không bị dướng hai mũi tàu. Rồi tiếp tục đi. Taxi nhanh giùm thầy. Để cái xe tải nó có ga không? Mở xi nhanh trái ra. Rồi, đi thẳng lên luôn, thẳng luôn, ngay mũi tàu luôn. Đúng, cho tập cái mũi tàu. Bàn chân phải nằm giữa hai mũi tàu. Đó. Rồi, lúc này em liếc bên trái có xe hơn, giảm tốc độ lại đi. Vẫn còn mê chân ga, ga thẳng lại. Đừng có nhìn ở sau nữa, nhìn trước, nhìn trước. Thấy không? Nói bị cái lỗi này hoài luôn mà không bao giờ mà khắc phục được. Bây giờ quẹo phải. Mở xi nhanh phải đi. Em hạn chế nhìn ở sau giùm thầy, đúng không? Rồi đi, đạp ga đi. Thả lỏng người ra, quẹo phải. Lý do là sao? Là mình đạp ga nhiều quá à, mình cứ tập trung nhiều quá, sao nhiều quá. Rồi đi. Đó, rồi bây giờ mới ngó sau nè, thấy không? Rồi đi tiếp, chống ngó trước. Cứ tập trung ở ngó sau hoài mà trước bỏ bê là cái quay qua hết hồn, cái đạp lộn chừng ga. Thấy không? Khổ không? Rồi tiếp tục. Tới đến chiều còn dài, có thể khắc phục được cái đó, cái yên tâm nha. Ngộ lắm bạn này, tâm lý mà cái tâm lý mà phải đi ga, mà đi chân ga là đi ngay chỗ tàn là cái cua không à. Đào ga lên. Đó, đào đấy. Đó, đường thẳng đó, dứt. Dứt. Nghe biệt danh của thầy là gì không? Nhưng mà có một cái là khi mình đến cái chỗ nào nguy hiểm thì mình phải thủ cái chân thắng. Nhớ nha. Để chi? Để mình cảm nhận được cái chân thắng đó ở vị trí đó, và thứ hai nữa mình quan sát, và thứ ba nữa mình coi cái lối ra của mình là ở đâu. Chứ mình đi chút xíu chạy lên cái không biết thầy ơi đi nào hoài đó, không sao cứng được, phải quan sát chứ nha. Nhiệm vụ mình ra Vũng Tàu giờ đi kiếm, đi hướng ra Vũng Tàu được chưa? À, tâm lý của nhiều bạn tâm lý vô lắm. Tâm lý gì? Về chân ga. Nhà em coi bên trái trống không? Rồi đã xi nhanh trái ga, đúng rồi, rồi chuyển làn nhẹ quá đó, cái gì thôi. Còn cái chỗ nào mà nó cần nhu thì nhu, cái nào cần cương cần cương. Đặc biệt các bạn xe số tự động á, mình thả chế nó đi nhiều lắm. Chuyển vô làn trong quan sát. Rồi nghe nhẹ, nghe nhẹ thôi, không có nhiều. Đúng rồi, đi theo xe tải không có vô Hoa Mai nha. Đây là ngã ba Nhân Trạch, đậu cách xe tải ra. Đúng rồi, cho nó an toàn. Rồi thầy nhắc lại nè, khi vô chỗ cua, chỗ lối ga, chỗ quẹo, mình giảm lại một nhịp cái chân ga cái, mình thủ qua thẳng. Tại sao nguyên tắc xe mình á, mình buông cái thắng ra là nó đã di chuyển rồi. Nhớ nhà xe số rộng. Thấy không? Để chi? Để mình quan sát cái hướng đi, cái làn đường đi, cái địa điểm đi. Nhớ chưa? Chứ đi ho đi lộn đi cũng được đó, nhưng mà đi lộn cái đi lại nhiều lắm, nhớ không? Thường thường đa số những cái lỗi thường gặp rồi mấy bạn lấy mới là vậy các bạn. Các bạn cứ yên tâm đi, cũng hết à. Tôi gặp hoài luôn. Đó, giờ quan sát đi nè, đó thấy không? Mình ba làn đường. Làn một là sát dách ngay con lương nhánh giữa, làn hai là chiếc Wingo màu đỏ, và làn ba là mình đang ở đây. Làn bốn là của xe Honda, xe máy này nọ, xe ba bánh không? Còn anh nào quẹo thì vô trong đó quẹo, còn anh nào mà đi thẳng thì đi kiểu đó là anh mấy anh lấn chiếm cả xe gắn máy luôn.
mình đi đúng lịch thôi. Nhiều khi các bạn đi lần một các bạn gặp xe quẹo trên trái thì các bạn sẽ chuyển vô làn giữa, mà mình đang lên làn giữa thì bị mấy ảnh chạy ép. À, chắc cú nhất là mình sẽ đi làn thứ ba này là an toàn, mà làn thứ ba này cũng chưa chắc đâu, các bạn sẽ đối phó vì xe máy rất nhiều. Mỗi làn nó có mỗi cái kỹ năng khác nhau, ở đây mình sẽ tập hết chứ không có tập vô giống như xe ở trong, vô làn của xe gắn máy. Hiểu không? Bạn này thì có tâm lý á, mà tâm lý ngộ lắm, tâm lý đi gà không à. Sướng quá, này học với thầy toàn ga, cái đạp thoải mái, xe thầy mà lo gì. Đạp ga lên đủ mà giảm lại chút xíu mà mình chạy đông thì mình cứ đi thẳng ha. Rồi ok, đạp ga lên rồi dứt khoát, có chừng xe tải vô rồi đi tiếp. Tại vì bên trái đông quá mình qua không được thì mình cứ chậm lại cho xe tải nó quẹo cái mình đi tiếp, đi tiếp nhẹ nhàng thôi. Toàn thắng chút đạp giờ giảm lại, toàn thắng nó đạp lẹ lắm, yên tâm. Rồi rồi đi theo, thấy không, kể mình nhường cho anh ta ga chứ mình chen lên dướng liền. Bạn thầy đó không có cương được. Ừ, toàn thắng không á, nhưng mà đi ra không à, mà toàn ra đây là đề tài là đi thắng không à. Hiểu không? Ở đây ngoài đây là ngoài khu dân cư nha bạn, mình đi được 90 ha. Giảm lại em. Giờ tiếp tục. Thấy chưa? Thấy đường trường nó khác không? Đường trường thực tế nó khác các bạn. Mình phải cần xử lý những cái pha. Rồi, giữ khoảng cách. Tốt. Clip bên trái có đông xe cứ đi thẳng rồi cái đạp ga theo. Clip bên trái thấy quyền đầu cộng bự đúng không? Không thèm ngó nó, ngó trước. Dạ đúng rồi. Giảm lại, quan trọng là mình phải tập trung về trước, mình đừng nhà mình đi đừng có qua nhà hàng xóm. Dạ. Mấy ông nhà hàng xóm ông tập gym không mà thấy không, ông bự con không đó, mấy ông bự cho bá lửa luôn. Tại là tập gym với tập võ không qua quýnh thấy bà luôn. Nên các bạn đừng có sợ, các bạn lái xe các bạn đừng có sợ. Nhà mình đi, mình đi ở nhà thứ ba, mình đang đi đó, muốn qua nhà hàng xóm phải xin bằng cách nào thì mở xi nhan, quan sát kỹ an toàn mình mới xin. Giảm lại đi cái chân xe của mình đúng không. Ê, còn ví dụ như xe máy này nó qua nhà bên mình không cho nó bằng cách nào bóp kèn nó, tao không cho mày qua, mày phải lấy vô nhà mình, nhà mày đúng không. Còn chẳng hạn như mình muốn cho qua thì mình sao mình giảm lại cho tao qua khỏi bóp kèn vậy thôi. Rồi đi tiếp được chưa? Dứt 50 đâu? Ồ, cái bãi này mới để luôn mọi người ơi. Trời ơi, hay thiệt chứ. Mới 70 xong cái qua 50 thì công trình. Các bạn nhớ chú ý nha, đó bây giờ học viên tôi đang quan sát biển thấy ghê không? Lâu lâu tôi giả điếc cái, phải không? Thấy liền. Coi như thế nào, ai ngờ phát hiện được. Tốt, good. Bản này mới đặt nha mọi người, nên mọi người nhớ chú ý. Tôi đang đi 50 với đại ca, mấy đại ca bóp kèn chị. Rồi trên kia có thấy có biển báo gì chưa? Hết giới hạn 50. À thật sao vậy? Đúng rồi, đi thẳng lên trên. Nên đạp ga nhẹ. Đúng rồi, thấy không? Thấy các bạn chưa? À, hết giới hạn. Thế là cờ này không thấy. Đúng rồi, lấy cờ che đúng không? Rồi đạp ga lên. Này mới đặt luôn, mới chán xi măng luôn. Anh em nào không biết là cẩn thận nha. Đây đó, tại đó là cái công trình xe ga vô giảm. Công trình xe ga vô là phải giảm thôi. Giảm lại chút đi em, tức là cường. Ờ, người ta sẽ qua. Nó sẽ qua đó, thấy không? Thấy chưa? Thấy ghê không? Hôm trước cũng qua luôn. Qua luôn
rồi xe đó nó quay đầu rồi. Em cứ đi từ từ, xe đó dài bự người ta sẽ quay đầu vô đó, người ta mới quay đầu được. Còn nếu mà đi làng một làng hai, tao quay đầu không hết, bắt buộc phải tấp vô lề xong tao mới quay đầu. Quá luôn, chóng thì cứ qua. Riêng các bạn bộ túc với mình á thì có những cái pha bạo lực hoặc cái pha những chuyển làn đường liên tục đó, đó là điều tất yếu cho các bạn lái mới. Khi các bạn không ra đường mà liền bộ túc ta lái mà không cho chỉ các bạn những cái chuyển làn như vậy thì các bạn sẽ chuyển làn nguy hiểm, thấy biển rồi đúng không? Dạ, em cứ đi đều, thấy nó biển 50 không? Dạ. Ok, đạp ga nhẹ chút xíu cho em thầy đi. À, các bạn thấy chưa, mấy cái biển này thấy không? Còn ai đi nhanh thì kệ họ, mình cứ đi làn trong vậy thôi. Đó, quan sát vậy là tốt, để từ khắc phục được những cái lỗi nào mà nãy này nhắc hoài luôn á mà không nghe, thấy không? Đó, rồi từ từ sẽ quen thôi, mới. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm cái biển báo hết mọi lệnh cấm hoặc hết giới hạn 50 đúng không? Tốt, đó thấy không, ngon lành đâu. Các bạn chứ phải nằm giữa hai mũi tàu là dứt thôi, là sao giờ dứt được. Rồi em đập ga lên nhẹ. Các bạn đúng rồi, các bạn ngay chỗ cây chân cá đúng không? Trời ơi, rồi dứt thôi. Đến phần quan trọng nhất của cuộc chơi tổn rồi. Nếu mà các bạn đi làn một làn hai, các bạn sẽ bị xe lớn che làn ba, che mất cái bảng này, gọi là biển báo khu dân cư có giải phân cách cứng là mình tối đa được 60. Nếu mà lỡ các bạn không thấy thì các bạn đi đâu, đi theo luồng xe. Các bạn thấy nhiều anh em người ta đi tốc độ thấp thì các bạn đi tốc độ thấp, còn các bạn mà đi gọi là cái kiểu mình mấy xe này chạy chậm quá mình chạy nhanh hơn đó, đoàn kết là chết hết mà chia sẻ là chết lẻ tẻ. Anh nào mà cứ đi nhanh thì anh sẽ bị lụm thôi, thấy chưa? Còn mình cứ đi đúng lực hoặc không thấy biển giảm lại thì mình sẽ làm gì thì sẽ đi theo những anh em đi trước vậy thôi. Rồi, và đặc biệt cái làn đường này nó sẽ không bị vượt đèn đỏ. Ở đây trên đây làm chuyên về vượt đèn, và thứ hai về phần tốc độ nếu mà không làm tốc độ là mấy anh em xe khách chạy ghê lắm. Tập ra đi em, 60 mà nghe nó sợ rồi. Dân cư thì 60 chứ đâu phải chậm dữ vậy. Đó, các bạn đi thấy không, thấy nhiều anh em người ta đi tốc độ đều đúng không, thì mình đang đi đều, còn mình hơn người ta là phải coi chừng. Trên đây là máy bắn nhiều lắm, bắn tỉa có đúng không, bắn đặt cố định có đúng không, anh em nhớ chú ý cẩn thận. Thấy mình lỡ đi không? Đó, nghe thấy quán cà phê không? Thấy xe màu trắng không? Yeah. Hiểu không? Đó, anh nào mà đi tốc độ cao đi ha. Đó, sẽ bắn tạch liền. Đúng chưa? Kêu đúng theo quy định, giảm lại em, giảm xe máy sẽ lấn ra nè. Em phải nhìn luôn cái gọi là cái luồng xe ở trong. Khi mình phải là quan sát giùm xe đó, định hướng xe đó. Dù có xe có trong có thì mấy xe máy sẽ lấn ra. Thì lúc này em phải bảo đảm là mình phải một là lấy nhẹ qua bên trái chút xíu, đừng có qua bên nhà hàng sớm. Thứ hai mình giảm là cho tao qua mình đi. Thứ ba là mình bóp kẹt để cho người ta tấp vô, đúng không? Nó có nhiều cái lựa chọn cho mình. Cái tốc độ rất quan trọng trên đây, nếu mà không có làm tốc độ là mấy anh em chạy ghê lắm. Mình cứ đi đều tốc độ dưới sự cho phép, đừng có lố là được.
Hồi nãy ngay quán cà phê đó có một anh em đã biết mình, đã nhìn vô xe mình, ha ha ha, biết xe thầy đoàn chạy lên. Nói chung mình chỉ cho các bạn về phần luật, còn các bạn là phải tìm hiểu thêm, các bạn đi cho đúng, các bạn sai thì thua là phải chung thôi. À, rồi đi tiếp, đi tiếp, nghiêng vô trong chút. Nói chung kinh nghiệm thì các bạn đi cái đoạn đường nào mà có xe lớn á, có xe lớn á, các bạn chưa quen thì các bạn đi cái làn trong để quan sát thêm những cái tín hiệu đèn. Cái tín hiệu đèn rất quan trọng nha, các bạn vượt đèn nó rất nguy hiểm. Xe trắng nó chạy nó bang nè, nó bị xe như nó vượt đèn nè đó, thấy nguy hiểm không? Do rồi nó thắng là lết bánh luôn á, thấy chưa, chạy giành nhau thấy không? Nó vô xe trắng nãy mà không có mấy xe ghi dướng là nó đi luôn á, nó chạy lên luôn, mà chạy lên luôn á sẽ bị dính luôn, gọi là lỗi là vượt đèn ha, vượt đèn vàng là phạt luôn nha. Thấy thấy mấy xe chạy kinh không? Nên tại sao á thầy lúc nào cũng vậy, phải chủ động trước, bảo đảm an toàn trước, nhiều khi chụp vô lăng trước để đó, thấy không? Có đó để ra an toàn. Có nhiều bạn nói ủa sao cái chạy cái chụp vô lăng hoài, thật chứ các bạn không hiểu đâu, có nhiều tình huống phía sau nó nguy hiểm lắm. Nó bạn sẽ xe công không, công nó là hên là không có chở hàng, thắng mà gấp, nếu mà thắng mà lỡ chớn mà nó đẩy đi nữa thì mấy xe kia đi sao, đi từ làn một nhảy qua làn hai đó rồi chĩa qua vậy thôi. Mình đi lần hai thì mình từ từ, muốn qua là phải từ từ. Rồi đạp ga đều, rồi đạp ga lên, mở xi nhan trái ra quan sát, rồi nghiêng qua, tốt rồi à, coi tín hiệu đèn, ok đèn chớp vàng thì mình cứ đi, nhớ cẩn thận, cẩn thận quan sát rồi đi tiếp, đạp ga tiếp, phải quan sát trái quan sát phải ha. Đúng rồi, ok, đây là khu công nghiệp Gò Dầu, một cầu Vĩnh An. Thì hiện tại có thể mấy anh đứng bên phải ha, thì mình chạy đúng thì mình mới gì đâu ai bắt mình à, mình sai thì người ta mới phạt mình, rồi giảm luôn, rồi đi tiếp, đèn dư sức, ok đó, xe đậu đó bắt qua chạy giảm lại cái nè đó, thấy chưa, mấy anh bị lỗi gì đây, trời ơi quá trời luôn, chưa hiểu được vấn đề đâu, mấy anh chưa hiểu được vấn đề đâu.
sao chạy bắt, đơn giản thôi, mình sai người ta mới bắt mình chứ mình đúng rồi, chẳng hạn như tôi chạy đâu bắt tôi đâu, có mấy anh em kia chạy đâu bắt đâu. Lý do là sao? Các bạn còn mới và các bạn đã lái cứng rồi, nhưng mà các bạn non về cái kinh nghiệm để quan sát những cái tình huống thì bằng cách nào đi, các bạn phải đi bổ túc tay lái. Tôi đang dụ. cái này là không có dụ các bạn, cái này mình thực tế, cái đó là cái của các bạn thôi. Mình mở cái dịch vụ ra thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn đi bổ túc tay lái để nâng cao, để bảo đảm sự an toàn cho các bạn. Rồi em giảm lại đi, rồi quan sát ở trong có xe không, không có đúng không, nhưng mà ở trên trống không, trống thì mình đi thẳng luôn, đúng rồi, quan sát tình huống thôi ha. Thì bằng cách nào đi bộ túc ta lái thôi, để chi? Để giảm được cái sự căng thẳng và nhịp tim mình đạt lên, lượng oxy trong máu nhiều, huyết áp nữa các kiểu luôn đúng không. Vẫn còn bị tâm lý nhưng mà thấy ổn ổn dần dần rồi đó, cho nên nó chiều còn dài các bạn. Có nhiều chị em phụ nữ thì cũng phải nên cần bộ túc tay lái. Mình bỏ cái số tiền ra để mình học kỹ năng an toàn cho bản thân mình, cho người ta. Cái xe nó rất quan trọng, cái xe nó nhiều tiền lắm, nên nhiều khi sai sót các bạn thấy những cái trường hợp tai nạn. Thì ở đây mình sẽ luyện cho bạn những kỹ năng đó để xử lý các tình huống, để quan sát, để bị đỡ bị phạt. Thì bạn nào lái tốt rồi, các bạn có thể trao dồi thêm những cái kiến thức video clip này để các bạn biết thêm về vấn đề đó. Còn bạn nào chưa thì còn bỡ ngỡ, chẳng hạn như bạn lái đường phố tốt nhưng mà bạn chưa đi đường trường bao giờ thì bạn cũng lơ mơ đó các bạn. Chẳng hạn như các bạn lái tốt đi đường trường, đường dài này nọ các kiểu, nhưng mà trên cao tốc cũng lơ mơ. Có nhiều bạn đi tốt hết rồi nhưng mà đường đèo cũng chưa ổn, đi cũng lơ mơ thì bỏ túc đường đèo, còn có đường phà nữa, nhiều thứ lắm. Thì nâng cao kỹ năng lái mà để mang lại cảm giác lái xe an toàn đó. Và đặc biệt nữa, mấy anh này anh bạo lực lắm, thấy không? Học viên tôi còn bạo lực hơn nữa các bạn đó, thấy không? Học viên tôi bị tâm lý á, tâm lý tặng là đi ra thôi, ông nào ép là ông đi ra dữ lắm, anh nói trước nha. Rồi đặt ra lên chuyển vô trong giùm thầy, quan sát chưa? Ok, chuyển đó. Mình ở đây là mình cho các bạn đi nhiều hướng luôn, nhiều đoạn đường luôn. Rồi trống nữa thì làm gì? Trước khi vô phải làm gì? Rồi đó, ngon lành không? Qua nhà người ta phải xin phép đàng hoàng, ta cho mới qua. Đặc biệt ông này đang mắc bệnh mà chưa chữa được. Càng bị tâm lý ta càng dứt ra nhiều. Ghẹo hoài thầy, ghẹo hoài. Lỗi chút xíu nghe không? Giờ tập quan sát nhà mình thêm cái phần đó đó. Thấy gì nói nha. Cái bản bản gì? Bản khu trong khu dân cư. Bản khu nhà lầu ha. Trong khu dân cư ha, 60 đúng không? Ok nha. Rồi đi tiếp điều. Đó, phải đọc. Rồi bản này bản gì? Quay đầu. Ok, gà thẳng lại, quan sát thôi, ngó trước liền. Rồi mấy biển này nguy hiểm, có tín hiệu giao thông, đường cắt ngang với đường không ưu tiên ha. Ngã tư ha. Ok, đó ôm lại luật các bạn nha. Học với mình sẽ ôm lại luật luôn, sẵn mình học luật luôn. Qua tháng 5 này mình sẽ có những cái chuyến Đà Lạt các bạn. Thì bạn nào muốn đăng ký thì các bạn hãy liên hệ với mình để đăng ký những cái chuyến Đà Lạt rồi tốt đi đường đèo. Các bạn nào chưa có vẫn đường đèo thì mình sẽ đi đường đèo. Có thể nếu mà bạn nào có kinh tế thì bạn sẽ đi một mình sẽ mau cứng hơn. Còn nếu mà bạn nào không có kinh tế thì các bạn có thể là ghép. Mình có thể ghép cho hai bạn đi một cùng chung chuyến thì chia ra, cái tiền chia ra nó sẽ ổn hơn các bạn, dễ chịu hơn cho các bạn. Còn các bạn nào có kinh tế thì một kèm một thì các bạn có thể đi cho gia đình đi nha. Còn nếu mà ghép không, thôi rồi mình ghép hai, không ghép ba nha các bạn. Mình ghép hai ha. Tại bên mình là mình kèm đi để cho có hiệu quả, chứ nhiều khi hỏi thầy có ghép 4, ghép 5 không? Trời ơi, ghép nó đi nhoi nhoi thêm làm gì, đâu có chạy được cái gì đâu. Đúng không? Mệt nữa, rồi giành giật với nhau, uống lộn nữa.
Nên là chạy ít chạy nhiều cũng mệt lắm. Ok mọi người, thì trên đây nó có máy bắn nha em ha, cẩn thận. Chút xíu mình sẽ nói về cái về vấn đề mà cái cái máy bắn tốc độ ở trên cái quốc lộ 51 này. Đúng rồi, em lên đi. Đó, đây, ngay khúc cua này, trước mắt các bạn có cái cam máy gạt phạt nguội đạp ga lên. Máy bắn tốc độ á. Ha. Thì các bạn hỏi, có nhiều bạn hỏi thắc mắc. Ủa thầy ơi, mình đi trên đây mình thấy cái biển số xe mình trên cái bảng đó còn có bị phạt không? Cái mình mới hỏi là màu vàng hay màu xanh hay là màu đỏ. Cái nói của em màu xanh. Đó, máy bắn nằm trên ha. Yeah. Màu xanh nên đi đúng. Hiện tại chút xíu nó hiện xe mình lên luôn. Không, tốc độ của mình là bao nhiêu? Đó, nó hiện thì lên trên. Còn màu vàng là nhắc nhở là chẳng hạn như đây là khu dân cư 60 thôi, em đặt ra đi. 60 mà các bạn đi 61, 62, 63, 64 nó hiện thì là màu vàng. Yeah. Nhắc nhở thôi. Tại vì trên thực tế là nó cho sự xe số. Các bạn đi được 60 nhưng mà nó cho các bạn đi xe số được 4 km/h. Để các bạn 64 thì nhắc nhở. Riêng các bạn mà đi 65 là nó hiện thì đỏ. Hiện thì đỏ thì các khoảng 10 ngày sau là bạn sẽ có biên bản nha. Nha. Và đặc biệt lưu ý trên quốc lộ 51 này, cái khúc này thì nó chuẩn. Nhưng cái khúc mà ngay chỗ nhà Thiện Soi, biệt thự Thiện Soi thì nó cũng có một cái máy. Cái máy này lạ lắm. Ngoài khu dân cư thì xe con mình đi được 90 đúng không? Nhưng mà dẫn anh em đi xe con đạp lên 85 nó báo đỏ luôn, 84 báo vàng luôn, 85 báo đỏ luôn. Thì có nhiều bạn thắc mắc, ồ sao em xe chạy em 85, 86 nó báo đỏ thầy, còn có bị phạt không? Thì cái đó là do lỗi. Thì nếu mà có bị phạt các bạn phải hỏi đàng hoàng, các bạn lên mà hỏi liền. Còn đa số chắc không phạt đâu, tại đó nhiều anh em đã bị rồi. Nó báo đỏ luôn. Thì cũng mình là được nhiều xe con mình được 90 lận mà tại sao báo đỏ 85, 86 rồi báo đỏ liền. Thì cũng có nhiều người thắc mắc sợ mà, ồ thầy ơi em được phép đi 90 mà sao tự nhiên nó đỏ. Đó là lỗi. Các bạn có thể khiếu nại nhưng mà đa số thì cái lỗi đó thì người ta sẽ lên, người ta sẽ xóa. Giống như biển số xanh người ta sẽ xóa, những cái nào người ta sẽ xóa. Người ta không có báo. Nếu gỡ báo về các bạn phải để ý. Mà riêng cái để ý khúc này nè. Khi các bạn chạy mà vô khu dân cư chỗ này nó có báo là 70 là ngoài, chính giữa là 60 là sai nha. Các bạn phải theo cái bảng nha. Cái đó là nó cũ rồi, nhiều anh em xóa rồi, những mà nó còn sót lại nhiều anh em đã bị dính trưởng nhiều lắm. Rồi em đi, đạp ga lên. Điều luôn, mình được nước đề. Đề đạp ga lên, đó. Đạp ga lên 50 rồi giữ nguyên cái chân đó nó sẽ lên 60. Đạp ga lên. Đúng rồi. Tấp đầu mà nước đề nữa, đó. Rồi giữ nguyên đó. Giữ nguyên cái chân đó, đó vậy thôi. Ha. Rồi thôi mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn. Mọi người nào mà còn yếu vấn đề gì thì cứ liên hệ với mình để bổ túc ta lái. Mình nhận hồ sơ lái mới nè, để thi giấy phép lái xe. Thứ hai, nhận nâng dấu, gia hạn giấy phép lái xe và đồng thời thi A1, A2 luôn nha mọi người ha. Rồi, cả nhà nhớ cho mình like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những video clip mới. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà vào những video clip sau.